Rồi ok, tiếp tục mình qua part 14 question. Read the text, choose the right word and try them on the line. Đọc cái bài test và lựa cái từ đúng, viết chúng ở trên cái dòng kẻ. Mình học về X-ray là cái máy mà chụp phim X-quang đó các bạn ha. Nếu mà bạn nào mà có dịp kiểm tra tim phổi đồ này kia các thứ thì sẽ sử dụng tới máy này. Xương với phổi chứ, tim thì phải là siêu âm tim, sorry. Rồi, when someone breaks an arm or legs, they need to go to hospital to have an X-ray. Khi mà một người nào đó bị gãy cánh tay hoặc là chân thì họ cần phải đi đến bệnh viện để chụp phim X-quang. Ok, an X-ray is a special kind of photo help doctor to see inside a person's body. Một cái phim X-quang ha là một cái loại hình đặc biệt. Special là tính từ ha, bổ nghĩa cho kind of photo là loại hình. Như vậy nó bổ nghĩa nguyên nè, bạn dịch là một loại hình đặc biệt. Rồi cái loại hình đặc biệt này nó là người hay vật vậy các bạn? Nó là vật đúng không? Đây, special kind of photo là vật. Như vậy thì rõ ràng who thế cho người, which thế cho vật. Còn what thì mình không học ở trình độ flyer, cho nên mình sẽ điền ngay chỗ này là which. Nó giúp cho bác sĩ, which help doctor to see inside a person's body, giúp bác sĩ nhìn vào bên trong cơ thể của một người. Dentist use an X-ray machine to fix problem. Nha sĩ là chủ ngữ, use X-ray machine, sử dụng máy X-quang để fix problem, sửa chữa những cái vấn đề. Vậy rõ ràng câu này đủ thành phần thì mình chỉ có thể điền một cái trạng từ là also ha, là cũng. Còn once là một lần, else thì nó thường là nghĩa của nó là khác và nằm ở vị trí cuối câu ha, hoặc là sau đại từ bất định. Như vậy ngay chỗ này câu số 2 mình sẽ sử dụng là also thì nó hợp nghĩa hơn. Ok, nha sĩ cũng dùng cái máy X-quang để sửa chữa những cái vấn đề. X-ray photo can show the dentist where there are any broken teeth or teeth that have hole in ... Rồi, những cái hình X-quang thì có thể cho nha sĩ thấy cái nơi, biết cái nơi mà có cái răng bị gãy, hoặc là những cái răng mà nó có những cái lỗ ở bên trong. Bên trong gì các bạn? Bên trong những cái răng nè. Đây, ngay đằng trước luôn như vậy, in gì? In, đầm. Tiếp là số nhiều đúng không? Nhiều cái răng. Cho nên mình dùng in, đầm. Ok, còn ngay chỗ này câu số 3. Is là của nó là không phù hợp. Once là một cái cũng không hợp nghĩa luôn. Ok, vậy mình chỉ có thể dùng chữ đầm ngay chỗ này thôi. Rồi, a man called Wilhelm Röntgen invented the X-ray machine ...the end of the 19th century. Rồi bạn nhớ một cái cụm từ thời gian mai mốt lớn mình thấy cái chữ thế kỷ nè. At the end, học thuộc lòng luôn. At the end of the 19th century ha. Vậy ngay chỗ này mình lại vào một cái thời điểm là cuối thế kỷ thứ 19. Đó thì cái ông William Rogan này nè, ông mới phát minh ra cái máy X-quang. Tiếp tục, the first X-rays that he ...... were of his wife's hand. Ok, câu này nó hơi khó. Câu này thì bạn phải sử dụng cái flyer thì mình chỉ đơn giản là nếu mà phân tích cái cấu trúc câu này thì nó hơi khó. Nhưng mà các bạn nhìn đấy ha, took là quá khứ, take là hiện tại, taken là past participle. Vậy ngay vị trí số 5 nè, bạn thấy hàng trước này quá khứ, ở sau quá khứ, vậy ngay giữa này nó cũng phải quá khứ luôn. The first X-rays, này, was, thấy chưa, thấy quá khứ không? Nãy giờ toàn bộ câu chuyện là quá khứ hết, invented rồi luôn. Như vậy ngay chỗ này, he took là quá khứ. Còn để mà phân tích cái cấu trúc câu này nó hơi phức tạp ha. Nguyên một cái ở trước này nó là mệnh đề, danh từ làm chủ ngữ nè. The first X-rays mà that, that này là thế cho the first X-rays. He took là nguyên cái cụm này là mệnh đề, tính ngữ giải thích cho the first X-ray. Nó mới làm chủ ngữ, nó mới là động từ chính là were of his wife's hand, là cái cánh tay của vợ anh ta. Như vậy bạn hiểu vậy nó hơi khó, bạn chỉ nhìn thấy đây quá khứ. Vậy đây mình điền quá khứ, take, took, taken. Tiếp tục, Rogan won prize for his important new idea. Rogan này đã thắng một cái giải thưởng cho cái ý tưởng mới quan trọng của ông ấy. Mình lại tiếp tục ha, bạn gặp cụm danh từ thì bạn cứ lấy ơn sao này bạn dịch dùm cho thầy. Tới bây giờ nhiều bạn không biết dịch. Này, idea là danh từ chính,
new idea, ý tưởng mới quan trọng của anh ta. Đó, có phải mình dịch ngược không? Tiếng Anh ngược với tiếng Việt nè. À, lại nha, Rogan đã thắng nhiều cái giải thưởng cho ý tưởng mới quan trọng của anh ta. People new agrees to help Sue in the middle of the last century too. Rồi, cấu trúc câu này hơi đặc biệt, help someone do something. Vậy thì mình cứ ngay chỗ help này sao nó là một động từ nguyên mẫu. Rồi, help sell Sue. Rồi, bạn điền chữ sell vô đây giùm thầy và học thuộc cấu trúc này luôn. People you agrees to help sell Sue in the middle of the last century too. Người ta sử dụng cái phim X quang để giúp bán giày vào giữa thế kỷ vừa qua. They use the machine to help them choose the Sue. Ở đây mình có the, dễ quá. Vậy thì ở đây là so sánh nhất là the gì? The best, đúng không? Rồi, vậy câu số 7 này mình sẽ chọn là the best. Sue, họ sử dụng cái máy X quang này nè để giúp họ lựa cái đôi giày tốt nhất. We find X-ray machine in shop, shoe shop now. Bây giờ thì có chữ nào? Câu số 8 này là chúng ta là chủ ngữ là we. Ở đây chúng ta có sao nó là một cái động từ nguyên mẫu là find. Vậy thì bạn sẽ chỉ có thể điền được một cái gì hả? Don't ha. Còn an là không phải. Theo sao nó không phải động từ. Haven theo sao nó là past participle, tức là gì? Động từ có quy tắc. Thêm đi, bất quy tắc, lấy cột thứ 3. Còn ở đây mình không có. Như vậy thì động từ nguyên mẫu mình dùng don't. Ok, vậy câu số 8. Chúng ta không có sử dụng, không có tìm thấy những cái máy mà X quang này ở những cái cửa hàng dài ngày nay. Bây giờ thì không ai lại dùng cái kỹ thuật đó nữa hết ha. But they are in airport. Airport là sân bay. D-A gì đó các bạn? Rất là usually, thường thấy, thường gặp ở sân bay. This machine look inside rucksack earn bad that people take on plane. Rồi, ở đây bad số nhiều cho nên bạn sẽ xài là other, là đi với danh từ số nhiều. Còn every với each thì nó sẽ đi với danh từ số ít ha. Cho nên ngay chỗ này mình điền other thôi. Rồi, ngay chỗ câu số 10 nè. Each thì cộng với danh từ số ít ha. Cộng danh từ số ít. Ở đây, every cũng vậy. Every là mỗi, cũng cộng với danh từ số ít. Bạn lật qua bên sách, bạn ghi chú vậy luôn. Ha. Chỉ có other là cộng với danh từ số nhiều thôi. Còn câu số 9 hồi nãy nè, thì mình dựa vào nghĩa. Usually là thường, much, most thì không được. Rồi, ok. Rồi, các bạn nghe Sophia đọc lại ha.